Kính thưa quý khán giả và các đồng chí, dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát trở lại lần thứ tư tại Việt Nam. Vâng, với những diễn biến vô cùng phức tạp, nhiều ổ dịch, nhiều nguồn lây và đa biến chủng. Tuy nhiên thì cho đến bây giờ cơ bản đã được kiểm soát. Kết quả này là của toàn dân, chung sức, chung lòng dưới sự chỉ đạo của chính phủ và đặc biệt không thể kể hết được sự cống hiến hy sinh của lực lượng quân đội và đội ngũ y tế. Cho đến hiện nay, họ vẫn ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh, mặc cho thời tiết nóng bức, khát nước, nhưng nhịn uống, làm việc qua cả giờ ăn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi trong bộ trang phục bảo hộ kín mít. Nhiều người đã ngất đi vì làm việc quá sức. Nhưng họ đã kiên cường vượt qua tất cả, vì sức khỏe của nhân dân, vì sự bình yên của Tổ quốc. Thấu hiểu và mong muốn được sẻ chia, sau chuyến công tác trực tiếp tại Sư đoàn 3, Quân khu 1 của cán bộ, nghệ sĩ, đoàn văn công Quân khu 1, nhiều ca khúc đã được viết lên từ trái tim, không chỉ của nhạc sĩ, ca sĩ, mà còn là của cán bộ, chiến sĩ, với niềm tin chiến thắng, vững bước nơi tuyến đầu trên mọi mặt trận. Covid, Covid, mày từ đâu tới, sao mày lại mạnh bạo đến thế hả? Covid, thập thập thò thò lấp la lấp ló nhưng mà tức Covid, nhún nhường mày mãi được đà lần tới tưởng thế hay hả? Covid, mày thích chơi trốn tìm nhân ra, nhân dân ta trong tình trạng nắm tốc độ chậm, nâng dần cái tốc độ lên. Vâng. Bây giờ Nhâm sẽ thử đánh từ lần 2, từ lần solo của em nhé. Anh muốn lần này nó sẽ mạnh hơn. Để chúng ta có những ngày bình an, lực lượng tuyến đầu, các y bác sĩ, các chiến sĩ, những con người tình nguyện đang ngày đêm căng mình để chống dịch. Chứng kiến những hình ảnh chống dịch nơi tuyến đầu, Lâm Hoàng Ngọc thực sự xúc động và trân quý tình cảm cũng như công sức của các lãnh đạo ban ngành và các lực lượng chống dịch nơi tuyến đầu. Và một lời cảm ơn trân trọng nhất, Thích Nha muốn gửi đến các anh. Chân thành cảm ơn những người hùng thầm lặng, áo trắng, áo xanh. Xin kính chúc các y bác sĩ, các cán bộ chiến sĩ và lực lượng tuyến đầu chống dịch luôn có thật nhiều sức khỏe, vững chí, bền tâm. Họ thực sự là những người hùng. Xin chân thành cảm ơn. Tôi cảm thấy xúc động và tự hào hơn với những người đồng chí đồng đội của tôi đang ở nơi tuyến đầu Tổ quốc. Mà dù khó khăn, vất vả, hy sinh, gian khổ như thế, nhưng trên môi luôn nở nụ cười tươi tắn và trái tim nhiệt huyết, căng tràn nhựa sống, căng tràn một niềm tin là sẽ chiến thắng cái dịch bệnh Covid. Xung phong đầy tuyên
gian nguy, vì bình yên cuộc sống mọi người. Cùng chung tay chiều con tim, giọt nước mắt đã thay bằng những nụ cười. Việt Nam ơi, kề vai nhau, niềm tin sức mạnh đoàn kết. Cảm ơn vì đã hy sinh những phút giây bình yên bên người thân. Cảm ơn những trái tim ngày đêm gìn giữ cuộc sống cho muôn tất cả cán bộ nhân viên bệnh viện 110 đã hoạt động xuyên đêm cho bệnh viện giã chiến cấp 3 truyền nhiễm đi vào hoạt động. Chỉ trong một ngày, chúng tôi đã thu dung được 149 trên 150 giường bệnh theo quy định, đảm bảo tiếp nhận một cách an toàn tuyệt đối, bộ máy đi vào hoạt động có hiệu quả và tiến hành điều trị và điều trị được ngay các bệnh nhân nhiễm Covid mức độ vừa, mức độ nhẹ. Che đi những nụ cười, để lại những vết trên khuôn mặt, cất sâu những phút giây ấm áp bên gia đình, trái tim đầy yêu thương nào có ngại ngần. Sống pha nơi tiến đầu, nào đừng một phút giây nguyên vẹn trong đi những nỗi lo dẫu có gian nguy, vì bình yên cuộc sống mọi người. Cùng chung tay chiều con tim, giọt nước mắt đã thay bằng những nụ cười. Việt Nam ơi, kề vai nhau, niềm tin sức mạnh đoàn kết. Cảm ơn vì đã hy sinh những phút giây bình yên bên người thân. Cảm ơn những trái tim ngày đêm gìn giữ cuộc sống cho muôn người. Toàn xã hội, đấy là mục đích chính. Quê tôi Việt Bắc, hùng vĩ những núi đồi, tiếng sáo thác nước âm hưởng của đất rừng thiêng. Bước trên con đường Việt Bắc, cong cong những luống chè mộc mạc duyên dáng, có em gái e thẹn nhìn con đó, mẹ thiên nhiên tạo hóa, áo trang màu xanh ba bể. Hiên ngang đứng đầu một chuyến tiền bộ tư lệnh, quân khu một tôi đấy, từ Bắc vô Nam, đồng bằng hay biên giới, lên núi hay hải đảo thì tôi vẫn luôn nhớ về. Vị ngọt của hương chè men lá của Bắc Cạn, lạp xưởng cao bằng vịt nướng của Lạng Sơn, bánh ta chợ kế vải thiều của Lục Ngạn, âm vang giá diết tha thiết điều trao duyên, là quan họ Bắc Ninh đó cảm thấy tự hào, là quan họ Bắc Ninh đó bản hòa
còn ta đầy yêu thương. Hát vang lên bản hùng ca trong ta, là la 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 người chiến sĩ anh hùng. Âm vang Bác Bó quanh con núi đá, nhà nhà rộn ràng hát theo điệu then. Hát lên đi ôi Việt Nam yêu thương, tổ quốc trong tim nhịp khúc quân hành. Yêu đồng bào, yêu tổ quốc, nguyện hiến dâng tuổi xuân cho quê mình. Tình hình dịch bệnh đang chuyển biến rất phức tạp tại Bắc Giang. Được sự chỉ thị của Bộ Quốc phòng, sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 1, dịch bệnh Bắc Giang đang bùng phát rất nghiêm trọng. Đề nghị các đồng chí chuẩn bị quân tư trang sẵn sàng lên đường. Rõ. Covid, mày từ đâu tới sao mày lại mạnh bạo đến thế hả? Covid, thập thập thò thò lấp la lấp ló nhưng mà tức hả? Covid, nhún nhường mày mãi được đà lấn tới tưởng thế hay à? Covid, mày thích chơi trốn tìm nhân dân ta trong tình trạng quê ta đang yên, trẻ ta hồn nhiên, tự nhiên mày tới làm quê ta mất bình yên. Hạnh phúc vỡ tan, dân ta hoang mang, chỉ vì chủ quan mày sinh tướng làm vương. Được rồi Việt yên, cả nhà ngồi nguyên, rửa tay sát khuẩn, súc miệng thường xuyên. Ý thức lên trên, không được cạnh bên, khẩu trang bệnh viện giã chiến sẵn sàng. Trách nhiệm và hiên ngang, như chiến binh áo trắng ta sung trận. Ok. Lương y như tử mẫu, chiến đấu chỉ ra hết corona. Trằn trọc thức trắng đêm, những vết hằn khẩu trang y trên mặt. Kiên cường luôn bất tử, dân nhà lính không hề tính việc gian nan. Wow. Covid tràn lan, sư đoàn ba anh em ta sống pha. Cùng sức mình chung tay gột sạch Covid nào anh em. Mồ hôi ướt đẫm thức trắng cả đêm nào ai hay. Ngọn lửa trong tim, trách nhiệm trên vai, vì sự bình yên anh em ta sống pha. Đứng trước tình hình dịch bệnh bùng phát, dân ta chung sức cùng hướng về Bắc Giang. Kìa Quảng Ninh 200 y bác sĩ, ngay tại Bắc Giang bắt tay ta vào việc. Tất thể gang thép ta còn nguyên anh hùng, lá chè xanh cùng hướng về Bắc Giang. Kìa sư đoàn ba sao vàng rực lửa, những con tim bất tử đã không cho ta lên được. Từ làng trên ta xuống tận xóm dưới, từ thành thị ta cả phải nông thôn. Cô biết đời mày chạy đầu trò thoát, đừng có nghĩ Việt Nam tầm thường. Sư đoàn ba sông pha tâm dịch, bệnh viện giải chiến đã sẵn sàng. Ở nơi có Covid đang lộng hành, áo trắng áo xanh còn thật nhanh. Covid tràn lan Việt Bắc anh em ta sông pha, cùng sức mình chung tay gột sạch Covid nào anh em. Mồ hôi ướt đẫm thức trắng cả đêm nào ai hay. Ngọn lửa trong tim, trách nhiệm trên vai, vì sự bình yên anh em ta tiến lên. Triệt Covid như ông cha giết giặc, phun khử trùng như Trung Liên 90. Tìm Covid như các bác ta dò mìn, tất cả chung sức muốn Việt Nam ta sạch bong. Mong người dân chúng ta cùng ý thức, tránh tụ tập, hạn chế đi ra đường. Tin tưởng vào chính phủ, tin tưởng vào đảng ta, quyết tiến công, quyết đấm em mọi nhà. Lực lượng quân đội ta ra trận sẵn sàng, đi vào tuyến đầu thật hiên ngang. Việt Nam, Việt Nam anh em sông ba ta dập dịch. Việt Nam, Việt Nam đoàn kết anh em ta dập dịch. Let's go. Không tụ tập, khử khuẩn, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, khai báo y tế. Tụ tập, khử khuẩn, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, khai báo y tế. Việt Nam đoàn kết, Việt Nam chiến thắng. Yêu gian khó giúp đỡ dân mình
phòng chống dịch, gồng mình chịu biết bao hiểm nguy, sẽ chia đến những hy vọng, chung sức chung lòng, toàn quân đẩy lùi Covid, vượt qua ngàn dòng bão đại dịch khó khăn tiến lên, vẫn trên vai từng vì sao sáng tươi, mang niềm tin người lính quân khu một cùng toàn dân bước qua gian lao, và người lính chẳng ngại sống và tuyến đầu, chỉ mong sao được nhìn dân ấm no, một niềm tin và bao khát khao những ngôi sao Việt Nam. Tính mạng, tài sản của nhân dân là mệnh lệnh không lời từ trái tim. Có những cái tất cả là từ cái tình cảm đoàn kết gắn bó quân dân nó đã mang sẵn trong mình. Đó là gì? Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Qua các cái tình huống kể cả về an ninh trật tự, an toàn xã hội cũng như là dịch, cũng như là lũ lụt, ta có thể khẳng định rằng quân đội luôn luôn là điểm tựa vững chắc nhất cho nhân dân trong bất luận tình huống nào. Những đoàn quân mang niềm tin chiến thắng thấm đẫm giọt mồ hôi ướt mặn, rộn ràng bước chân không mỏi, mang trong mình lời thề non sông, quân với dân chung tay đoàn kết, quyết sức mình diệt giặc corona, vì tương lai tổ quốc sáng ngời, bao khó khăn gian khổ vượt qua, ôi màu xanh áo lính thân thương, sáng trên vai màu cờ vàng sao, giữ trong tim những lời thề quyết thắng, hẹn ngày mai vang khúc quân hàm. Thành lập hàng trăm cái cơ sở cách ly công dân do lực lượng quân sự chủ trì, phối hợp với công an và y tế thực hiện công tác cách dân đảm bảo chặt chẽ, an toàn, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cũng như là biện pháp phòng dịch cho bà con với cái được tốt nhất. Những đoàn quân mang niềm tin chiến thắng thấm đẫm giọt mồ hôi ướt mặn, rộn ràng bước chân không mỏi, mang trong mình lời thề non sông, quân với dân chung tay đoàn kết, sức mình diệt giặc corona, vì tương lai tổ quốc sáng ngời, bao khó khăn gian khổ vượt qua, ôi màu xanh áo lính thân thương, sáng trên vai màu cờ vàng sao, giữ trong tim những
lời thề quyết thắng, hẹn ngày mai vang khúc quân hàn. Quân với dân chung tay đoàn kết, quyết sức mình diệt giặc corona, vì tương lai tổ quốc sáng ngời. Bao khó khăn gian khổ vượt qua, ôi màu xanh áo lính thân thương, sáng trên vai màu cờ vàng sao, giữ trong tim những lời thề quyết thắng, hẹn ngày mai vang khúc quân hàn. Trái tim thầm lặng sáng soi dặm đường, tâm tư, cái tình cảm, những cái dòng tâm sự của rất nhiều đồng chí đồng đội tôi, và tôi đã viết ca khúc này trong vòng thời gian là rất là nhanh. Và qua ca khúc này thì tôi cũng muốn nói lên tiếng lòng của chính mình và đồng chí đồng đội của tôi, đó là người lính dẫu cho ở thời chiến hay thời bình đều gắn liền với những gian lao vất vả, chúng tôi luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Có một ngày được gọi là lương cao, bởi chiến tranh khói lửa đã không còn. Có một nghề được gọi là lương cao, trong thời bình nghề lính rất cao sang. Có phải lính thời nay chẳng sương gió, không có đơn đau, không phải hy sinh. Tổ quốc ơi, chúng tôi đang thầm lặng hiến thanh xuân cho đất. Chiến tranh khói lửa đã không còn. Có một nghề được gọi là lương cao, trong thời bình nghề lính rất cao xa. Có phải lính thời nay chẳng sương gió, không có đơn đau, không phải hy sinh. Tổ quốc ơi, chúng tôi đang thầm lặng hiến thanh xuân cho đất nước yên bình. Tôi còn nhớ sao trong ngày ấy, đồng đội tôi đã mãi mãi không về. Anh nằm đó giữa rừng sâu nước lạnh, vợ nhìn con thơ mãi mãi đơn côi. Con xin lỗi mẹ ơi vì có về, mẹ ra đi con vẫn ở bên đâu, nên nhang này còn không.
những mất mát này không gì bù đắp được. Lại thêm một đêm thức trắng. Tôi xin phép là điện thoại của tôi được để ở chế độ có chuông, vì tôi còn đang phải chỉ huy quân đội. Quân đội sẽ cố gắng làm hết mình vì nhân dân, vì tổ quốc, vì sự trường tồn của đất nước này. Có một nghề được gọi là lương cao, bởi chiến tranh khói lửa đã không còn. Có một nghề được gọi là lương cao, trong thời bình người lính rất cao sang. Có phải lính thời nay chẳng sương gió, không có đơn đau, không phải hy sinh. Tổ quốc ơi, chúng tôi đang thầm lặng hiến thanh xuân cho đất nước yên bình. Ai còn nhớ giao trắng ngày ấy, đồng đội tôi đã mãi mãi không về. Anh nằm đó giữa rừng sâu nước lạnh, vợ nhìn con thơ mãi mãi đang con. Con xin lỗi mẹ ơi vì Covid, mẹ ra đi con vẫn ở bên đâu. Nên nhắm ngày con có mẹ trên chốn, ngày bình yên con sẽ về ôm mẹ. Những nỗi gian lao làm sao kể xiết, trong thời bình nghề lính vẫn sông pha. Mẹ Việt ơi, chúng con luôn sẵn sàng, dẫu ra đi không hẹn ngày quay về. Từ khi nhận nhiệm vụ chỉ hơn một ngày, chúng tôi đã bảo đảm xây dựng xong 3 cái bếp dã chiến để bảo đảm cho từ 6.000 đến 10.000 suất ăn trên một ngày. Với ý chí và quyết tâm cao độ, tôi tin tưởng rằng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi. Việt Nam quyết thắng đại dịch. Vâng, xin hãy đừng gọi là nghề có lương cao khi không thể kể hết được sự cống hiến và những mất mát, hy sinh. Hà Vũ trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Có phải mình thời nay chẳng sương gió.